Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Biển Đông chiến lược của Việt Nam khi gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc. Liên quan đến sự kiện phái đoàn của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc vừa gửi công hàm từ hôm 30 tháng 3 năm 2020 tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn từ Pháp có bài viết và bình luận về sự kiện rất quan trọng này tại Việt Nam. Và điều đầu tiên cần minh bạch, Việt Nam gửi công hàm lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, nhưng gửi cho các cơ quan nào? Đây là câu hỏi được đặt ra. Nếu gửi cho Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tức là gửi cho toàn thể các quốc gia hội viên của Liên Hợp Quốc, vấn đề sẽ rất trọng đại. Ông Trương Nhân Tuấn đã viết như vậy trong cái bình luận của mình tại Đài Tiếng Nói Nước Pháp. Và đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh từng đưa vấn đề Biển Đông, bãi tư chính ra phát biểu tại Liên Hợp Quốc vào hồi tháng 9 năm 2019. Tuy nhiên, bài phát biểu của ông không nêu rõ tên Trung Quốc khi đứng trước Liên Hợp Quốc. Nếu ta nhớ lại lịch sử thì việc can thiệp của Liên Hợp Quốc vào chiến tranh Nam-Bắc Hàn năm 1950 đến 1953 là đến từ một nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nếu gửi cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vấn đề sẽ nghiêm trọng vì nội dung sẽ liên quan đến nền hòa bình của toàn cầu. Hầu hết các cuộc can thiệp quân sự của Mỹ và đồng minh vào chiến trường Afghanistan, Iraq đều đến từ một nghị quyết của Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nếu gửi Tòa án Công lý Quốc tế, cơ quan pháp lý của Liên Hợp Quốc, ta có thể hình dung một vấn đề quan trọng. Việt Nam mở đầu cuộc chiến pháp lý với Trung Quốc bằng cơ quan pháp lý có uy tín nhất của thế giới này, nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Công hàm mà báo chí đề cập là công hàm vào ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Việt Nam gửi cho Ủy ban ranh giới thềm lục địa thuộc Liên Hợp Quốc mà thôi. Và sự hiện hữu của công hàm phản đối này thực chất chỉ là một trình tự logic về ngoại giao bắt buộc phải có của nhà nước nhằm thể hiện thái độ của quốc gia Việt Nam đối với các hành vi, thái độ của một hay những quốc gia khác về một vấn đề liên quan đến Việt Nam. Và cụ thể đây là trường hợp khi Trung Quốc liên tục đưa ra những khẳng định về chủ quyền của họ ở Biển Đông với đường chín đoạn, tức là đường lưỡi bò mà Việt Nam vẫn nói là ôm gọn toàn bộ Biển Đông. Thì đương nhiên nếu mà không Việt Nam không phản ứng thì coi như đó là đương nhiên của Trung Quốc và Việt Nam sẽ mất vĩnh viễn những lãnh thổ này. Và Việt Nam phản đối các yêu sách của Trung Quốc tại các công hàm trên. Các yêu sách này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông. Trong công hàm ghi rất rõ. Và các công hàm ở trên, ở đây chính là hai công hàm của Trung Quốc. Thứ nhất là công hàm ngày 12 tháng 12 năm 2019 phản hồi đệ trình cùng ngày của Malaysia gửi Ủy ban ranh giới về thềm lục địa. Thứ hai là công hàm vào ngày 23 tháng 3 năm 2020 của phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Thì như vậy là rõ ràng trước đó Trung Quốc đã có những phản ứng, đã có những cái động thái sớm và trước rồi thì Việt Nam phải phản hồi lại, nếu không thì coi như là sẽ mất lãnh thổ. Đây là hình ảnh đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc vẽ ra đã liếm trọn Biển Đông của Việt Nam, mà trong đó có vùng đặc quyền kinh tế và rất nhiều đảo. Và Việt Nam phản đối các yêu sách của Trung Quốc cụ thể bao gồm 5 điểm chính như sau. Thứ nhất là chủ quyền hai quần đảo Tây Sa tức Hoàng Sa của Việt Nam và Nam Sa tức Trường Sa của Việt Nam. Hai là vùng biển các cấu trúc luôn nổi tại Hoàng Sa và Trường Sa phải được xác định theo điều khoản 121 khoản 3 của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, UNCLOS 1982. Ba là các nhóm đảo ở Biển Đông bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa không có đường cơ sở vẽ bằng cách nối các điểm ngoài cùng của các cấu trúc xa nhất. Thứ tư là các bãi chìm, lúc chìm lúc nổi không phải là đối tượng thụ đắp lãnh thổ và không có vùng biển riêng cho những bãi chìm này. Thứ năm là Việt Nam phản đối các yêu sách ở Biển Đông vượt quá những giới hạn được quy định tại Công ước, trong đó có yêu sách quyền lịch sử. Các yêu sách này đều không có giá trị pháp lý. Và việc phản đối như vậy là cần thiết bởi vì trước luật pháp quốc tế, sự im lặng của một quốc gia trước một vấn đề đòi hỏi quốc gia phải lên tiếng được xem là sự đồng thuận ám thị. Tức là khi anh không lên tiếng mà Trung Quốc đã đưa ra cái yêu cầu đó rồi thì rõ ràng là giống như anh đồng ý với việc đó của Trung Quốc. Như vậy Việt Nam bắt buộc phải lên tiếng. Và nếu có sự theo dõi sự việc, ta sẽ thấy vào ngày 12 tháng 12 năm 2019, Malaysia cũng nộp hồ sơ thềm lục địa mở rộng ở vùng phía Bắc của quốc gia này lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa ở Liên Hợp Quốc. Thì cùng ngày, Trung Quốc cũng nộp công hàm phản biện yêu sách này của Malaysia. Thì rõ ràng hai cái nước này họ cũng phản ứng rất nhanh với nhau.
để có thể tránh cái việc mà mất lãnh thổ. Và Trung Quốc cũng khẳng định chủ quyền của họ tại Nam Sa, tức là Trường Sa theo tiếng Việt, đồng thời cho rằng yêu sách của Mã Lai đã chồng lấn với vùng biển lịch sử của họ. Như vậy là Trung Quốc đã tranh cãi rất quyết liệt đối với các nước ở xung quanh về vấn đề chủ quyền vùng biển. Đây là hình ảnh trích bản đồ An Nam Đại Quốc họa đồ do người Pháp vẽ và phát hành vào năm 1838, đã ghi nhận vị trí Hoàng Sa với tên Cát Vàng. Trong đó có bản đồ Trung Quốc phát hành vào năm 1936 cũng không hề có Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam hiện còn lưu giữ rất nhiều bằng chứng tương tự như vậy. Thì đây là những bằng chứng rất lịch sử và rất quan trọng. Vào ngày 6 tháng 3, Philippines gửi công hàm lên Ủy ban Danh giới Thềm Lục Địa thuộc Liên Hợp Quốc khẳng định chủ quyền của nước này ở nhóm đảo Klayan, tức là Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc không thể im lặng, vì im lặng tức là đồng thuận với việc đó. Do đó Trung Quốc lên tiếng phản biện lại yêu cầu và yêu sách của Philippines, đồng thời khẳng định chủ quyền của họ tại Nam Sa, tức Trường Sa của Việt Nam, chủ quyền Tây Sa, tức là Hoàng Sa của Việt Nam, Trung Sa và Hoàng Nham, tức một cái đảo khu vực đá Carbot. Và Trung Quốc cũng khẳng định đường cơ sở quần đảo chung quanh quần đảo Trường Sa, đường cơ sở chung quanh quần đảo Hoàng Sa và vùng biển chung quanh. Dĩ nhiên việc này lôi kéo theo Việt Nam. Việt Nam cũng không thể im lặng, vì sự im lặng của Việt Nam có nghĩa là từ khước chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời nhìn nhận yêu sách về vùng biển của Trung Quốc. Thì rõ ràng nếu mà Việt Nam vẫn im lặng lần nữa, mà lần này im lặng thì mất chủ quyền. Đấy. Và nhiều án lệ của tòa án công lý cho thấy việc sao lãng của nhà cầm quyền trước một vấn đề buộc quốc gia phải lên tiếng. Thí dụ như im lặng trước tuyên bố của một quốc gia khác về chủ quyền một vùng lãnh thổ nào đó chẳng hạn, thì sự im lặng của nhà cầm quyền của một quốc gia có thể làm cho quốc gia đó mất chủ quyền ở vùng lãnh thổ ấy. Thì đây là cái kinh nghiệm rất quan trọng mà Việt Nam trong cái quá trình xây dựng đất nước rõ ràng là phải quan tâm đến vấn đề này. Tức là sự phản biện của Việt Nam trước quốc tế, và ở đây là Ủy ban Danh giới Thềm Lục Địa thuộc Liên Hợp Quốc, về vấn đề chủ quyền, lãnh thổ và hải phận là một trình tự logic ngoại giao. Tức là chuyện hết sức bình thường mà thôi, chứ không chưa phải là vấn đề gì ghê gớm, mà không phải có cái sự sách lược gì Việt Nam là phản đột nhiên phản đối Trung Quốc như nhiều người nghĩ. Và thực tế đây chỉ là một cái vấn đề văn bản, vấn đề yêu phải đáp lại những cái yêu cầu của Trung Quốc, nếu không thì mất. Đây là hình ảnh phiên xử vào năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông PCA đã tuyên bác bỏ đường chín đoạn của Trung Quốc do Philippines khởi kiện từ năm 2013, và 3 năm sau thì có phán quyết. Điều đáng tiếc là trong thời gian qua, Việt Nam có lần đóng vai trò cầm trịch, tức là luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã không lợi dụng, và tức là không tận dụng được cái điều đó cho cái vị thế này. Và ông cũng, nhà phân tích này cũng nói thêm, theo tôi, Việt Nam đã bỏ qua rất nhiều dịp tốt để kiện Trung Quốc trước một tòa án quốc tế. Vụ bãi tư chính năm ngoái là một thí dụ. Vấn đề là Việt Nam phải kiện về nội dung nào, kiện ở đâu, và nhiều lần nhà phân tích này đã đưa ra ý kiến của mình. Và điều đáng ghi nhận trong công hàm của Việt Nam là Việt Nam mặc nhiên nhìn nhận hiệu lực phán quyết của tòa PCA vào năm 2016. Philippines kiện Trung Quốc về việc giải thích và cách áp dụng luật biển trong khu vực quần đảo Trường Sa. Điều này thể hiện qua lập trường của Việt Nam về hiệu lực của tất cả các đảo và bãi đá ngầm, hoặc là các vẽ, đường cơ sở chung quanh hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa. Đúng như cách giải thích và cách lập vận dụng của luật biển, đặc biệt ở điều 121 về hiệu lực của các đảo, cũng như việc giải thích của tòa về đường cơ sở và vùng nước quần đảo. Thì rõ ràng với những cái thông tin này thì Việt Nam dường như có vẻ quan tâm hơn về vấn đề chủ quyền và cũng bớt lo ngại hơn về phía Trung Quốc sau khi mà một số nước lên tiếng, và đặc biệt là Mỹ rất ủng hộ Việt Nam. Và Trung Quốc đã sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, trong đó có các tàu nghiên cứu như tàu Hải Dương Địa Chất đưa vào các khu vực đang có tranh chấp ở Biển Đông và các khu vực này. Thông qua sự việc này cho thấy rằng Việt Nam đã nhìn nhận được phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông PCA 2016 là luật, tức là Việt Nam mặc định chấp nhận điều đó và cũng sẽ theo cái hướng đó. Đây là hình ảnh bãi Châu Viên, ban đầu chỉ là một bãi đá nhỏ, nay Trung Quốc cho xây dựng rầm rộ với quy mô xây mới là 24,6 hectare. Trên đó là tòa nhà 6 tầng,
một bãi đáp trực thăng, một cầu tàu có khả năng tiếp nhận các tàu có chiều dài tới 130 mét. Thì như vậy với sự phát triển của Trung Quốc và xây dựng của Trung Quốc rất nhanh để quân sự hóa. Và điều mới mẻ, đáng nói trong công hàm của Việt Nam là đưa các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa vào đứng chung với Trường Sa. Việc này không liên quan gì đến các quốc gia như Malaysia hay Philippines. Ý nghĩa của việc này là từ nay, quan điểm của Việt Nam là các đảo lớn nhỏ chìm nổi thuộc Hoàng Sa không có cái nào có hiệu lực biển. Đồng thời, Hoàng Sa cũng không có đường cơ sở vào vùng biển nội hải theo cách tính của quốc gia quần đảo của Trung Quốc đã đưa ra. Như vậy, ý đồ của Việt Nam qua công hàm này là hâm nóng vấn đề tranh chấp ở Hoàng Sa tiếp nữa, tức là không chỉ dừng lại ở Trường Sa mà tiếp tục là đến Hoàng Sa. Và tất nhiên, cái thông tin mà chúng ta đã biết vào năm 1974 thì Trung Quốc đã đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa từ Việt Nam Cộng Hòa. Và để ý, đoạn công hàm ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Việt Nam có ghi rằng phái đoàn thường trực đề nghị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lưu hành công hàm này đến tất cả các quốc gia thành viên công ước cũng như tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc. Điều đó cho thấy rõ ràng ý đồ của Việt Nam thông qua hồ sơ thêm lục địa mở rộng của Malaysia muốn quốc tế hóa vấn đề Hoàng Sa nữa. Thì đây là một cái khá mới mà Việt Nam bắt đầu khởi động cái chương trình và các cái ý đồ của mình. Và qua công hàm này, Việt Nam sẽ không kiện Trung Quốc vì những tranh chấp với Trung Quốc ở bãi Tư Chính hay khu vực Trường Sa với phương cách mà Philippines đã làm. Thì chúng chưa thấy những cái biểu hiện kiện Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đó cũng có thể sẽ rất nhanh chóng thay đổi nếu Trung Quốc tiếp tục gây sức ép quá lớn đối với Việt Nam. Và ông Trương Nhân Tuấn nêu quan điểm, nhiều lần tôi có ý kiến kiện Trung Quốc bằng con đường này không phải là thượng sách, bởi vì ta biết chắc chắn là Trung Quốc sẽ không nhìn nhận thẩm quyền của tòa, cũng như không nhìn nhận bản án và không chấp nhận chấp hành cái phán quyết của tòa. Thì đương nhiên là từ trước đến nay thì ngay cả cái tòa phán quyết cho Philippines thì Trung Quốc cũng đã không thực hiện. Đây là hình ảnh 3 chiếc tàu hải giám của Trung Quốc uy hiếp tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi trước khi đâm chìm tàu này vào hôm 2 tháng 4 năm 2020. Hình ảnh này được ngư dân ghi lại và cung cấp cho báo chí. Như đã xảy ra ở phán quyết PCA vào tháng 7 năm 2016, trong khi Việt Nam có những phương cách khác không thông qua quá trình pháp lý để triệt tiêu các yêu sách phi lý của Trung Quốc ở khu vực Trường Sa. Và dự đoán của chuyên gia này cho biết có lẽ Việt Nam đang sử dụng phương thức mà họ đã từng được đưa ra, đó là cách sử dụng luật biển thể hiện trong nội dung phán quyết PCA vào tháng 7 năm 2016, xuyên qua quyết định của Ủy ban ranh giới thềm lục địa Việt Nam, Malaysia và Philippines, nhờ cơ quan này nhìn nhận hồ sơ hợp pháp về ranh giới thềm lục địa mở rộng của quốc gia của mình. Thì như vậy là rõ ràng vấn đề này đã được quốc tế hóa thêm, và Việt Nam cũng muốn điều đó. Và điều này có thể xảy ra, Việt Nam có thể đang hợp cùng với Philippines và Malaysia qua các hồ sơ thềm lục địa mở rộng của quốc gia mình từ tháng 12 năm 2019 để cố gắng đấu tranh với Trung Quốc. Và điều này thành công thì các yêu sách phi lý của Trung Quốc như vùng nước tiếp cận các đảo và vùng biển lịch sử thể hiện qua bản đồ hình chữ U9 đoạn vùng phía nam của Biển Đông sẽ bị vô hiệu hóa bởi quyết định của Liên Hợp Quốc. Và riêng vùng hải phận phía bắc Biển Đông thuộc khu vực Hoàng Sa, có lẽ Việt Nam phải sử dụng mô hình của Philippines để kiện Trung Quốc. Và nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn đã đưa ra kết luận như vậy, và tới đây chắc chắn nhà cầm quyền tại Hà Nội vẫn phải có những biện pháp để chuẩn bị cho những cái bước tiếp theo về mặt pháp lý rất phức tạp và rất lâu này. Và Trung Quốc là một nước lớn trên thế giới, Việt Nam lại có đường biên giới hàng nghìn km chung với nước này. Mặc dù cùng ý thức hệ theo chủ nghĩa cộng sản, nhưng điều đó đã không ngăn cản được sự tham lam, bành trướng, bá quyền từ một đất nước phương Bắc này. Sau khi Việt Nam gửi công hàm vào hôm 30 tháng 3 năm 2020 lên Liên Hợp Quốc để bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, thì ngay lập tức Bắc Kinh đã xua tàu hải cảnh lao vào đâm chìm tàu cá bằng gỗ của ngư dân Việt Nam khi họ đang đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của mình. Đây là thế đòn rất hiểm, tát thẳng vào mặt nhà cầm quyền ở Hà Nội mà người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, và người đứng đầu chính phủ là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
nếu Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục im lặng khi chứng kiến sự mất mát và đau khổ của người dân trong nước trước các vi phạm của Trung Quốc, thì ông Nguyễn Phú Trọng cùng cái Đảng Cộng sản ở Ba Đình có lẽ không cần tồn tại nữa, mà hãy trả lại quyền điều hành đất nước cho trên 90 triệu người dân Việt Nam để họ tự bầu lên người đại diện chính đáng của mình. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.